Hello, xin chào anh em. Trước mặt mình đây là hai sản phẩm mình nghĩ là hầu như các bộ PC nào cũng có cả. Thì bên trái mình là RAM, còn bên phải mình là SSD. Theo những gì mình nhìn thấy trước mặt là vậy. Thì trước tiên mình sẽ nói về cái ổ SSD này. Anh em nhìn thấy ổ SSD này trông thân quen đúng không? Thì ở cách đây khoảng vài năm, cái thời mà kiểu Napoleon vẫn còn đánh cầu lông ăn tiền ấy, thì SSD Kingston A400, có lẽ kiểu nhiều anh em sở hữu được ổ đấy phải đẹp trai thật sự luôn. Bởi vì ngày xưa làm gì có tiền mua SSD đâu. Ổ 120GB, cái đợt đấy mình mua là rơi khoảng độ 1,2-3 triệu, có khi lên cả 1,6 triệu một ổ. Thì đây là bộ SSD cũng đến từ Kingston, có tên mã là KC600. Thì ổ này đã được cải tiến hơn rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ nói về cái ổ SSD này. Thì ngày xưa ấy, kiểu tiền bỏ ra rất đắt, anh em kiểu 1 triệu mấy nhỉ, khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 6 chỉ ổ 120GB thôi. Tuy nhiên với mức giá chỉ cao hơn đấy khoảng vài trăm nghìn thôi, anh em đã có thể sở hữu một SSD. Đây, Kingston 512GB. Thì với 512GB thì anh em có thể cài được Win này, cài được rất nhiều các thể loại game trên đời vào đấy, không phải lo kiểu SSD hết. Thì về phần thiết kế thì đây, kiểu đây thiết kế kim loại. Hầu như các ổ SSD ấy, nói thẳng ra là anh em đã chả bao giờ kiểu cập trên tay như này mãi cả, chắc sẽ lắp vào máy rồi. Tuy nhiên với cái thiết kế làm từ vỏ bằng kim loại này, đầu tiên khi sờ vào nó cảm giác nó thích hơn, kiểu mang lại cảm giác chắc chắn. Và cái thứ hai, nó sẽ tản nhiệt tốt hơn cho phần chip bên trong này này. Về phần lý thuyết là vậy, theo như mình nghĩ là vậy. Có thể là hãng người ta nghĩ khác thì sao. Thì khi mua ổ SSD thì đây, anh em nhìn thấy đây là tức SATA 3. Và mình có test thử qua tốc độ trên phần mềm Crystal Dispatch. Thì tốc độ ghi cổ SSD này có thể đạt được cao nhất là 560MB một giây. Còn tốc độ ghi sẽ rơi vào khoảng 510MB. Tốc độ gần như đây là cao nhất, gần như là, tất nhiên là sẽ có những ổ nó cao hơn một chút, nhưng mà với tốc độ này gọi là với giao thức SATA 3, mình thấy đây là gần như là tốt nhất rồi. Cùng với đó thì đây là một thanh RAM, đây là một thanh RAM 8GB HyperX với 2666. Thì mình sẽ không nói quá sâu kiểu thông số, rất nhiều các thông số khác thì đấy thì mình sẽ dành trong một video khác. Thì đây với thanh RAM như này 8GB và có tản nhiệt hai bên, anh em sẽ không phải lo kiểu rùng RAM trong bộ PC kiểu nó quá bí mà kiểu không có tản nhiệt thì RAM nó có bị ảnh hưởng không. Thì với cái thanh RAM mà nó có sẵn tản nhiệt này, anh em sẽ không phải lo. Và với 8GB thì với các bộ máy giá rẻ khoảng độ từ 8 triệu, 9 triệu hoặc dưới 10 triệu thì 8GB RAM cũng có thể đáp ứng được các nhu cầu như lướt web này, xem phim hoặc là chơi game một cách bình thường, không phải lo, dùng trong khoảng 1-2 năm nữa cũng được. Và nếu như anh em nào có điều kiện hơn ấy, thì có thể nâng lên 16GB bằng cách mua hai thanh RAM 8GB để cắm vào thì hoàn toàn ổn. Và anh em kiểu hay quá băn khoăn ấy, các anh em sử dụng bộ máy của AMD thì liệu lắp RAM của HyperX vào có bị lỗi hay không, thì mình xin confirm thông tin lại là không. Bởi vì thực tế mình đang sử dụng một bộ máy livestream cũng cắm hai thanh RAM đến từ HyperX và nó không xảy ra một lỗi gì cả. Thì đấy, chắc chắn rồi, anh em cắm vào máy của Intel hay là AMD đều ok hết. Và nếu như anh em quan tâm đến hai cái sản phẩm này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video để anh em có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của iFast Motor để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.